Hello mọi người, chào mừng mọi người quay lại tới channel Chém Gió Empire của em Giang. Thì theo yêu cầu của anh Tiến là mình nên làm video mấy trận thắng, nhưng mà mình phải phân tích mấy trận thua thì mới rút kinh nghiệm được để chiến thắng nhiều trận sau anh Tiến à. Cho nên em sẽ review 3 trận trận thua sắp mặt của ba anh em Tiến, Giang và Vương trước, sau đó hai trận kia em sẽ làm sâu. Thì ở trận đấu đầu tiên thì có sự hiện diện của anh Châu cầm quân Anh màu xanh nhạt ở hướng 6 giờ, anh Tính cầm quân Pháp màu xanh lá cây ở hướng 7 giờ và anh Tuấn Anh cầm quân Hàn Quốc màu tím ở hướng 5 giờ. Thì ở trận này là anh Tính ở cánh anh Tiến, anh Tuấn Anh ở cánh của em Giang. Đây anh Tiến, thì anh Tiến cầm quân tàu, cầm quân tàu màu cam ở hướng 10 giờ. Vương cầm quân Anh màu đỏ ở hướng 12 giờ và em Giang cầm quân tàu màu xanh dương ở hướng 1 giờ. Thì ở trận đấu này, đây anh Tiến và anh Tính đã gặp nhau, dàn đi qua nhau. Thì ở trận này anh Tiến cầm quân tàu nhưng mà không phát triển nhanh lắm, bị anh Tính đưa dàn đi tấn công từ sớm nên rất là bất lợi. Thì ở đây em sẽ phân tích một số cái điểm bất lợi mà anh Tiến đang có trước anh Tính. Thứ nhất là quân tàu dàn sớm cũng không có công được hiệu quả. Đây bây giờ em soi anh Tiến này, bây giờ anh Tiến qua hai dân sớm nhưng mà sau đó là không có gỗ để xây nhà, không có vàng để ra lính, cho nên qua sớm như thế này cũng không hiệu quả lắm. Thì thay vào đó mình nên ở nhà phát triển để phòng thủ thì nó sẽ tốt hơn nhiều. Đây là như em, như em ở đây là em sẽ xây nhà lính, xây nhà rèn. Đây xây nhà lính, xây nhà rèn và em sẽ có đồ vàng để em ra con voi để phòng thủ ở nhà, và em có thể đẩy cái nhà lính đây đi dân công nếu cần, không cần phải đại dân. Đó là cái lợi của quân tàu. Thì ở đây là anh Tiến cho hai dân đi, bây giờ hai dân chết không có làm được gì hết. Nó chỉ câu được hai con dân của anh Tính, nó mất thời gian thôi. Trong khi đó là anh Tính đã sang được tới nhà của anh Tiến và đang đóng cái nhà quân ở đây. Thì tình hình hiện tại là anh Tiến rất là bất lợi, bởi vì vàng thì chưa có ở đây, vàng thì chưa có vừa đủ gỗ để xây cái nhà chính thứ hai. Bây giờ mà anh Tiến xây cái nhà chính thứ hai là đúng bất lợi luôn. Đây rồi, ok, công không được, chưa có gì thủ, mà bây giờ xây nhà chính thứ hai là anh Tính mà vào quân thì không có lấy cái gì để đỡ hết. Trong khi nhà em đây, nhà em đã có nhà quân và đang sinh voi rồi, ở trong nhà em là đang có một con voi rồi, đang chuẩn bị ra rồi. Cho thì thời điểm này mà nếu anh bất kỳ ai đánh vào nhà em thì em cũng có thể thủ được. Cho nên khi mà mình cầm quân tàu thì mình nên chủ động thủ nhà trước. Đây em có đã có voi, trong khi anh Tiến thì đã chết hai dân đi công không được cái gì. Bây giờ hết lương thực, bắt đầu qua làm nhà lương thực, thiếu lương thực ra dân ba cái nhà dân, nhưng mà bây giờ ra hai đợt nữa là hết dân. Đây bây giờ không ra được dân nữa, ruộng thì phải mất khoảng một phút nữa nó mới có đủ lương thực để mua dân tiếp. Bây giờ bắt đầu làm nhà vàng, chưa có nhà lính để ra quân, thì anh Tiến bây giờ đang hoàn toàn bất lợi trước anh Tính luôn. Bây giờ nếu mà anh Tính đưa quân vào thì không có cái gì để đỡ luôn, thì phải bỏ nhà chạy luôn chứ không có cái gì để đỡ hết nếu mà anh Tính bây giờ ra quân kịp. Và bắt đầu chờ vài quân vào gây rối. Rồi ở mặt trận phía nhà Vương thì Vương đang phát triển rất là ổn định, đã lúc nãy đã phát hiện được con chim của anh Tuấn Anh bay qua nhà, cho nên em Giang đã cử một con voi sang nhà của Vương để phòng thủ. Nếu mà anh Tuấn Anh có đánh vào nhà Vương thì em sẽ hỗ trợ thủ cho Vương, và lúc này thì khuyên Vương lên đời đi chứ đừng có đừng có đánh đời một. Nhưng mà Vương quyết tâm xây hai cái nhà phù thủy để đánh đời một. Rồi thời điểm này thì em cũng đã có một vài quân ở nhà để phòng thủ trước các biến số là quân của đội bạn có thể ập vào. Thì ở mặt trận phía nhà anh Tiến thì anh Tiến tiếp tục bị anh Tính đánh rất là khó chịu.
Thì bây giờ anh tiến sĩ ra quân không kịp nữa, bây giờ mới đầu sang nhà quân. Thì nếu mà anh tính điều khiển tốt thì vào đây chặn dân sang nhà quân trước, rồi từ từ giết dân sau thì nó sẽ hiệu quả hơn nhiều. Rồi ở thời điểm này thì anh Châu, ở giao diện của anh Châu thì vẫn lên đời bình thường thôi. Anh Châu đang đánh quân anh, anh Châu đang đánh quân anh và phát triển, bắt đầu đây là giai đoạn lên đời rồi, và đang đi cho dân đi đến nhà em Giang và nhà của Vương để xây cơ sở quân sự để có thể ra quân nhanh để đánh một trong hai nhà. Thì lúc bấy giờ anh Tuấn Anh đã vào nhà em, nhưng mà với cái lượng quân ít ngỏi như thế này thì việc phòng thủ nó khá là đơn giản, cho nên em đã phòng thủ rất là dễ. Đây, như các anh thấy là khi mà quân của anh Tuấn Anh vào thì thủ rất là đơn giản, không có vấn đề gì hết. Đó là cái lợi của việc cáo quân ở nhà sớm. Ở bên cạnh của anh Tiến, anh Tính tuy có lượng quân nhiều và cái nhà quân sớm, nhưng mà không có đánh vào phía dưới này, hình như là không thấy, mà chỉ đánh ở mạng trên đây, không thấy cái mạng dưới này của anh Tiến, cho nên không, anh chưa có đẩy quân xuống. Thì bây giờ bắt đầu là thái dân của anh Tiến đang ở tù ở chỗ này rồi, bắt đầu đánh vào đây, hình như là đánh tự động auto rồi chứ không có điều khiển của anh Tính. Thì lúc bấy giờ em đã phát hiện ra được cái cơ sở quân sự của anh Tuấn Anh, và ngay lập tức là em tiêu diệt cái cơ sở quân sự của anh Tuấn Anh, không cho anh Tuấn Anh xin pháo xin súng để ca vào nhà. Thì lúc bấy giờ anh Châu đã ra quân nhanh và đại quân vào nhà Vương. Thì Vương bởi vì không có tập trung lên đời mà chỉ mà lên sang nhà sư tốn rất là nhiều gỗ, cho nên bây giờ bởi anh Châu vui vào nhà một cái thì nhà Vương đã sập, không đỡ được. Anh Tiến thì bây giờ đang nằm trong sự kiểm soát của anh Tính. Vừa rồi hình như là có một cái trận anh Tiến vừa rồi lại thủ được một cái đập công của anh Tính, quân auto của anh Tính đã bị anh Tiến giết hại. Thì anh Tiến lúc này đang giai đoạn lên đời, đang tập trung phát triển kinh tế chứ không có tập trung quá nhiều vào cái tiền tuyến nữa. Đi đoạn anh Tiến là chủ yếu. Thì ở thời điểm này anh Tiến tôi đã thủ được nhà, nhưng mà bây giờ cũng rất là thiếu thốn tài nguyên. Không biết là đang đã click lên đời chưa. Thì quân tàu nếu mà là như các anh thấy là nãy giờ anh Tính mà không có công anh Tiến, để anh Tiến phát triển một hồi một tí thôi, thì cái lượng quân rất là nhiều và có thể thủ được nhà. Cho nên khi mà công được thì nên phải nên công sớm. Nhưng mà bây giờ anh Tính đã lên được đời rồi. Thì ở thời điểm này em cũng đã lên đời và bắt đầu thủ nhà. Nhưng mà cái cơ sở nhà của Vương đã bị đánh tan. Thì thời điểm này thì Vương đã lực rất là yếu, đã lên đời 2 nhưng mà không có gì để đánh nhau cả. Rồi phải tìm cách chạy trốn khỏi sự truy sát của anh Châu. Thì thời điểm này là em đã phải cử quân sang để đánh phá cái căn cứ ở giữa nhà của mình và nhà của Vương của anh Châu. Và phải phải xây rất là nhiều nhà quân để phòng thủ. Vương thì có tài nguyên rất là nhiều, nhưng mà vì lên đài chạm không nâng cấp ra quân nhanh, cho nên đã bị đánh bay nhà. Bây giờ đang là thiệt hại rất là nhiều. Ở cánh của anh Tiến, bắt đầu anh Tính hạ một quân ngựa vào. Thì cái quân ngựa này bị con cung này bắn rất là khỏe. Con cung này là một cái con quân rất là khỏe của Trung Quốc, nó có thể thủ từ đời 1 thậm chí đến đời 3. Nếu mà quân địch không có lựa chọn cái loại quân phù hợp thì nó có thể thủ rất là đơn giản. Và những anh thấy nè, quân của anh Tính tràn vào khá là nhiều, nhưng mà đây vẫn thủ khá là ổn. Đây là anh Tiến dồn hết tài nguyên vào việc ra quân. Này là hình như là đã click lên đời rồi. Tài nguyên nhiều nhưng mà anh Tiến còn đang để hơi là phung phí. Thì bây giờ quân của anh Châu cứ liên tục đẩy vào nhà em, và em phải dùng dân để phòng thủ trước sức tấn công của anh Châu. Thì lúc đầu là bị anh Tuấn Anh tấn công, phòng thủ được. Bây giờ tới anh Châu sang thì lại phải phòng thủ tiếp. Vương bây giờ là không có sức để Vương lại để quân ở nhà. Cho nên Vương còn phải
học hỏi nhiều về cái cách điều quăng quăng của Vương. Để ở nhà nó rất là không có làm được gì cho đồng đội, mà ví dụ như em có thể đẩy sang em cứu anh Tiến không bị bay nhà, hoặc là em đẩy đi em đánh chỗ này trong lúc mà họ đang dùng quăng đánh nhà anh, thì nó sẽ tạo được một cái impact ở trong trận đấu, cái tác động nào đó, nó giúp cho đồng đội của mình một phần nào đó. Chứ còn Vương đánh kiểu này thì đồng đội nát nhà. Đây ví dụ như anh Tiến bây giờ bay nhà rồi, em mà thủ không khéo rồi cũng bị bay nhà thì bay nát luôn. Thì nói chung là nếu mà em Vương đánh kiểu như thế này thì sẽ không tạo được một cái lợi thế gì cho mình, cho quân đội của đồng minh cả. Rất là khó đánh, cho nên Vương là phải xem nhiều cái video mà anh chia sẻ để biết là khi nào nên làm cái gì. Phát triển thì tốt, nhưng mà còn cái điều quăng này, chứ không phải là phát triển là sao. Thì bây giờ anh Tiến bay nhà rồi, anh Tiến bây giờ như Vương luôn rồi, thậm chí bây giờ anh Tiến còn khổ hơn Vương nữa. Thì lúc bây giờ Vương mới qua, bắt đầu qua dọn nhà của anh Tính thì thế trận đã an bài rồi, không còn cửa bật cho Liên Quan bên này nữa. Em thì đã thủ được cái đợt công thứ hai của anh Châu, công quăng ngựa súng, quăng bộ binh, rất là nhiều loại quăng của anh Châu công vào nhà, nhưng em đã cố gắng thủ được. Bây giờ anh Tiến lại tiếp tục chạy qua nhà để đường nấu. Bây giờ tại như Vương thấy là khi mà đội bạn họ mạnh lên, em không làm được gì tác động đến đội bạn thì em cũng không có thể thủ được trước cái sự phát triển của đội bạn và mua quăng tấn công được. Đây rất là khổ cho Vương. Bay nhà thì cái này là cái kết cục của trận đấu. Bây giờ là chị đội bạn là đang phát triển lên thế chiến đều cả ba nhà, và đang tận dụng cái lợi thế đó để dùng quân đời thế chiến để đá quân phía bên này. Anh Tiến đánh hồi nãy là anh Tiến dùng mấy con cào nhà để đi đánh nhà của anh Châu, nhưng mà thực sự là cái con cào này anh phải dùng một lượng lớn cùng một lúc và đánh bất ngờ thì mới hiệu quả. Chứ lâu ví dụ như anh lên chờ đến đề 2 rồi mới đánh thì bề ở nhà. Bây giờ anh Châu đã lên thế chiến, anh Châu đã lên thế chiến và em cũng đã lên thế chiến, nhưng mà không có đỡ được nữa. Liên Quan bên này đã suy yếu rất là mạnh rồi. Thì đó là kết cục của trận đấu này. Bây giờ tới lượt anh Tính vào nhà đánh, rất là khổ. Ok, mình đi đến trận đấu thứ hai. Thì cái trận đấu này á, anh Tiến nếu mà đánh thì phòng thủ, đừng cả tấn công từ sớm, thì phát triển kinh tế một tí, ra một vài cái con quân để phòng thủ. Ví dụ như anh có thể ra con voi, hoặc là ra một vài con ngựa, con lính lính chọt, lính cung, ngựa cung, phù thủy, thì những cái con đó ở nhà nó hỗ trợ rất là tốt. Thì có thể thủ nhà ra khoảng chục con thôi, nó rất là rẻ, và sau đó mình có thể phát triển kinh tế vào thì mình có thể thủ được. Ví dụ như nhà em lên khoảng 6 con quăng thôi, nhưng mà quăng của anh Tuấn Anh vào thì em có thể thủ được rất là dễ, sau đó đua phát triển lên đời thôi. Ok, mình đi đến trận đấu thứ hai. Thì hình như cái anh đánh tàu nó chưa quen cho nên phát triển còn hơi chậm và ok. Đây là trận đấu thứ hai. Trận đấu thứ hai em làm video là trận đấu 2-3 giữa anh Tiến và em Giang đối đầu với anh Tuấn Anh, anh Châu và anh Tính. Thì ở trận này anh Tuấn Anh cầm quân anh Tuấn Anh cầm quân Pháp màu tím ở hướng 9 giờ, anh Tính cầm quân Anh màu xanh lá cây ở hướng 1 giờ, và anh Châu cầm quân xanh dương quân Anh ở hướng 12 giờ. Ở phía đội hình bên kia có anh Tiến cầm quân tàu màu cam ở hướng 9 giờ, và em Giang cầm quân Hàn Quốc màu vàng ở hướng 2 giờ. Thì ở trận đấu này em được lợi thế cầm hàng và soi ngay thái nhà anh Châu ở đây. Cho nên
đã sang nhà anh Châu và xây nhà sớm để đi công anh Châu. Rất may mắn là tìm được nhà anh Châu sớm luôn, nhà ngay sát bên. Cho nên là xây ngay cái nhà quân về để ra quân luôn. Thì đây, như các anh thấy là quân hàng á. Đây, phút thứ tư của trận đấu thôi. Đồ gỗ để xây nhà lính. Này, em đồ gỗ để xây nhà lính. Và di chuyển quân dân vào trong để xây tiếp nhà lính thứ hai. Vẫn sẽ ra quân ở phút thành phút thứ sáu của trận đấu. Đây, trong tầm phút thứ sáu là em có quân thôi. Thì quân hàng thực sự là không cần bơm cái gì cả. Nếu các anh điều phối tài nguyên tốt thì các anh hoàn toàn có thể có quân ở ngay phút thứ sáu. Và ở phút thứ sáu thì đang như em sẽ nhìn cái giao diện của em. Phút thứ sáu mà vào nhà họ thì ở đây anh Châu mới chỉ có bốn cái nhà lương thực thôi, và để xem một một cái nhà vàng, chỉ một cái nhà vàng thôi, thực sự là không thể đỡ được luôn. Và bây giờ em bắt đầu nhà quân vào thì anh Châu là phải chạy dân, không còn cái ngõ nào để mà phòng thủ nữa. Đây là anh Châu, trận đấu này anh Châu rất là chủ quan, không sai cái trò canh, và anh Châu là phải trả giá. À, em đã đánh thẳng vào nhà chính. Bây giờ anh Châu bắt đầu xây chòi canh. Thì bây giờ thực sự là quá muộn. Và quân của em đã vào tới nhà thì cái việc chặt chòi canh là chuyện rất là đơn giản. Và bây giờ thì anh Châu đã hoàn toàn thất thế trước quân của em Giang. Bây giờ anh Tiến lại bắt đầu lên và xây cái con cầu nhà. Thì thực sự nó không có được hiệu quả. Nếu anh Tiến chỉ cần tập trung phát triển lên đời thôi. Ở nhà chỉ còn lên đời thôi. Đây, anh Tiến bây giờ bắt đầu xây nhà rèm và nhà quân ở nhà rồi. Đúng bài, không cần phải dân công gì cả thì nó sẽ rất là hiệu quả anh Tiến. Đây, kinh tế đang lên rất là ổn. Đây là rút kinh nghiệm từ trận trước này, và bây giờ bắt đầu kinh tế là phát triển khá là ổn, và bây giờ bắt đầu xây rất là nhiều nhà xây cào để phòng thủ. Thì bây giờ anh Châu vì chủ quan cố gắng phát triển lên đời nhanh thì bởi em vào một cái không xây đắp canh cho nên chết hết dân. Thì bây giờ hình như là anh Tính đã chuyển hết đá cho anh. Đây, anh Tính đã chuyển hết đá cho anh Châu để xây tháp canh. Nhưng mà anh Châu không thủ được. Bây giờ anh Tính lại không có đá để xây chòi canh. Cho nên bây giờ anh Tính tiếp tục bày nhà. Thì ở trận này, cái yếu tố đầu tiên đó là chủ quan là không xây nhà canh ở cho anh Châu. Cái thứ hai là không soi nhà, không không soi khu vực xung quanh nhà mình. Để em vào em xây nhà quân. Và rất là khó đỡ. Quân hàng mà chỉ cần khoảng tầm 6 phút là có quân thôi. Thì cái đó là nếu mà quân hàng đánh đúng bài 6 phút là đủ để có quân để vào nhà của họ. Thì ở thời điểm 6 phút mà đối với quân Anh á, là không có cách nào mà đỡ được. Đó, khi mà quân hàng mà đối đầu với quân Anh mà vào nhà tầm phút thứ 8 trở về trước, thậm chí phút thứ 9 vào, đội bạn đã khó đỡ rồi. Mà ở đây phút thứ 6 thì mới chỉ có cắm một cái nhà vàng thôi thì hầu như không thể đỡ được. Thì lúc bấy giờ liên quan bên kia anh Tính và anh Châu đã bay nhà. À, anh Châu hình như là defeat luôn rồi. Anh Châu là bây giờ đã defeat, không xây kịp cái nhà chính và đã defeat. Bây giờ tiếp tục là anh Tính đã bị đánh bay nhà và đang bị em Giang và anh Tiến lùa vào nhà anh Tuấn Anh. Thì thế trận bây giờ đã dễ rồi. Thì bây giờ lúc bấy giờ anh Tuấn Anh bắt đầu cố gắng tập trung quân để lại vào nhà em để cân đối lại cái lực lượng hai bên, đó là làm em suy yếu để em thì tương đương với anh Tính, còn anh Tuấn Anh thì sẽ cân với anh Tiến ở đoạn sau của trận đấu. Nhưng mà bây giờ em mà để anh Tuấn Anh công được nhà thì rất là bất lợi cho em, bởi vì anh Tiến thì phát triển sẽ không tốt bằng anh Tuấn Anh. Cho nên lúc bấy giờ thì cái chiến thuật mà hữu hiệu nhất đó là em sẽ câu giờ ở nhà và anh Tiến công thẳng vào nhà anh Tuấn Anh. Ở nhà anh Tuấn Anh sẽ không có gì nhiều, đây quân rất là ít, bởi vì anh Tuấn Anh đã dồn tất cả lực lượng vào nhà em. Nếu anh Tuấn Anh mà thủ ở đoạn này thì bị hai nhà tấn công một lúc thì phát triển một lúc và công một lúc thì sẽ bay nhà. Cho nên đoạn này anh Tuấn Anh phải phát triển lên đời. Anh Tuấn Anh là đời ba rồi, đây Imperial, và tập trung phát triển lên đời để nâng cấp quân của mình để tấn công vào nhà em cho nó mạnh. Thì đây là giao diện của anh Tuấn Anh đang ra quân để công vào nhà em. Thời điểm này thì chỉ có mặt trận em và anh Tuấn Anh đang đôi công với nhau. Còn ở nhà anh Tuấn Anh thì anh Tiến đang đẩy xe vào để quấy thôi, chứ anh Tiến chưa có cho quân vào nhiều. Đây, anh Tiến chỉ có mấy con voi và vài cái xe cào thôi, chưa có quân.
thì anh Tiến rất là may mắn ở trận này là không bị đánh vào cơ sở, chứ anh Tiến giai đoạn này mà chưa có quăng thẻ vào nhà họ là thực sự là rất là chậm luôn. Giai đoạn này là thời điểm 30 phút là anh Tiến một là phải lên thay chiến anh nè, 30 phút lên từ Quảng Tàu lên Quảng Anh là bình thường nếu mà phát triển tập trung kinh tế, còn nếu không là phải có rất là nhiều quân, đây nhà quân rất nhiều nhưng mà là không có sinh quân, đẩy thẳng nhà quân lên gần nhà họ, bởi vì anh Tuấn Anh đang đánh em, đây mà trận của anh nhà Tuấn Anh ở nhà em Giang là đang anh Tuấn Anh cố gắng công vào nhà em, nhưng mà quân của em đang ra liên tục để phòng thủ và đang đẩy ngược anh Tuấn Anh lại về cái căn cứ quân sự của anh Tuấn Anh ở đây. Thì ở đây hai bên đang đánh qua đánh lại, đang nhường nhau qua lại để chiếm lợi thế về lượng quân. Hai bên đẩy qua đẩy lại cũng nửa tiếng đồng hồ và kêu gào tham thiết là anh Tiến hãy công nhà anh Tuấn Anh đi, nhưng mà anh Tiến lại chưa có động thái về quân sự mà chỉ đưa một vài con phù thủy vào cố gắng tìm một khoảng trống để thèm núi lửa, nhưng mà ở trong này không có chỗ nào để thèm hết, lại chết đánh phù thủy. Rồi thì ở đây là em và anh Tuấn Anh đang cờ cưa với nhau ở thời điểm này, hai bên vẫn chưa đánh được nhà của nhau, hai bên đang bóc phân thắng bại. Thì em lao vào thì em gặp rất là nhiều bất lợi, bởi vì cái địa hình như thế này là quân em nó tự động nó bắn vào cái nhà đây, và quân của anh Tuấn Anh theo hồ thẻ súng vào quân của em, mà quân của anh Tuấn Anh hồi máu được, cho nên khi mà đánh mà không hiệu quả như vậy để đội bạn quay lại hồi máu thì mình lại thiệt hại quân, mà trong khi đó đội bạn lại hồi máu nguyên y nguyên như cũ thì rất là bất lợi. Cho nên thời điểm này là phải hy sinh để phá hủy một vài con pháo để giành được cái lợi thế nào đó. Thì ở đây quân anh Tuấn Anh đang vào nhà rất là nhiều, và đây ở trong tình thế nghiêng cân treo sợi tóc. Bây giờ bạn bắt đầu là phải thả ngựa ra, may rất may là thời điểm này đã lên được kịp đời và bắt đầu thả ngựa ra, và những con ngựa đó cộng với súng máy để giết toàn bộ quân bộ binh. Và lúc bấy giờ ngựa bắt đầu tràn vào và đánh pháo, và tiếp theo là thủ được cái đầu tiếp theo. Hai bên vẫn đang giằng co với nhau. Còn ở nhà của anh Tuấn Anh, bây giờ bắt đầu anh Tiến đã đem đạo quân lên. Thì bây giờ tới 1:40, anh Tiến đã lên được đời 3 và bắt đầu thả ngựa chém vào. Thì lúc bấy giờ nhà anh Tuấn Anh đã không còn thủ được nữa, và anh Tiến đã cho rất là nhiều quân ngựa lên đánh cái cơ sở của anh Tuấn Anh ở phía nhà em, và em cũng đã thủ được. Thì đó là kết cục của trận đấu, là anh Tuấn Anh cũng đã bay nhà. Thì Tuấn Anh cũng đã quyết. Thì ở trận đấu này, cái yếu tố làm nên cái chiến thắng của hai anh em Tiến Giang đó là anh Châu bay nhà sớm và anh Tính không thủ được. Một cái chỉ gần 3 phút chủ qua thôi. Trong game là 6 phút, thì ở ngoài là 3 phút. 3 phút chủ qua của anh Châu không xây cái chòi, và dẫn đến hậu quả là defeat không chạy kịp. Của anh nó rất là khó chạy luôn. Thứ nhất là dân ít, khi mà bị tràn vào á, bị đánh rất là khó chạy, khó tàn dân ra chạy đông tây nam bắc, bởi vì quân của họ cũng quân của họ thì nhiều, mà quân dân của mình thì lúc đó thì khoảng 7-8 con thôi, cho nên xe chạy không kịp. Thứ hai á, là xây nhà á, là xây tự động, nó phải mất thời gian nó mặc lên, thì cắm mà nó chưa lên kịp á, thì sẽ bị defeat. Thì đó là cái bất lợi của quân anh. Thì ở trận này anh Tiến bình an, hưởng thái bình, nông dân yên ổn làm ăn, phát triển kinh tế rất là thịnh vượng, lên đời, nhưng mà lên đời vẫn chậm. Chắc là thằng này là tập trung xây mấy cái xe chòi rồi xây nhà quân để phòng thủ, giống như sợ như trận trước, cho nên lên đời hơi chậm. Anh Châu được cho rất là nhiều đá nhưng mà chưa kịp xây. Ok, bây giờ mình sẽ đến trận đấu cuối cùng trong buổi tối ngày hôm qua. Thì trận đấu cuối cùng cũng là trận đấu 2-3 thôi. Em và anh Tiến đối đầu với anh Tuấn Anh, anh Châu và anh Tính. Thì ở trận đấu này anh Châu có bốn tàu, một cam ở hướng 12 giờ. Anh Tuấn Anh cũng có bốn tàu, hai cái cong, màu tím ở hướng 2 giờ. Anh Tính cầm quân hàng màu xanh lá cây ở hướng 5 giờ. 1-3 mở vàng bậc tử và hai cái cân trong người, một lợi thế rất là lớn. Ở phía đội bên kia,
Kim Giang, còn một quận Anh, màu vàng ở hướng 9 giờ, cả đang quăng nhanh. Và anh Tiến cầm quăng anh màu đỏ ở hướng 6 giờ cùng camera quăng nhanh. Thì ở phía đội hình bên em Giang thì lấy đồ soi và nhận ra là địa hình này có vẻ là biển nhiều và có thể là biển đã chia cắt cái đoạn này, nhưng mà chưa biết đây là cái địa hình của trận đấu rất là ảo ma. Và ở bên kia thì hầu như chưa phát hiện ra. Đây là chưa phát hiện ra. Đây là chắc là chị nghĩ là nó trong, nhưng mà đi vòng xuống anh Tính thì có thể quay sang từ nhà bên kia thôi. Bởi vì anh Tính đã cho chim bay và có một đường đất liền trải từ nhà anh Tính tới nhà bên này rồi. Thì lúc bấy giờ anh Tính đã phát hiện ra nhà anh Tiến và sau phút đã cắm được ở nhà quân anh Tính. Và thời điểm này là anh Tính cũng đã đủ vàng để ra quân rồi, nhưng mà chưa có gồ để sang cái nhà thứ hai bởi vì đã dùng tài nguyên vào xây nhà thuyền. Và anh Tính đã soi tới nhà em Giang để đánh dấu. Thì em Giang thì đánh bao quần anh sai ngay cái chòi và bắt đầu đi cắm vàng lên đời thôi. Anh Tiến cũng đang sai cái chòi và bắt đầu đánh phù thủy. Dạo này anh Tiến anh tập trung phát triển đời một, bởi vì như cái trận đánh quân tàu đầu tiên cứ là tập trung phát triển kinh tế, xây bè nhà chính, sau đó đánh bè nhà. Thì lúc bấy giờ anh Tính đã vào được nhà của anh Tiến, nhưng mà thực sự anh Tính điều quăng là hình như thường để auto, cho nên quăng của mình vào nó không được hiệu quả. Ở giai đoạn này mà dùng chặt sập cái chòi trước rồi đây là điều quăng không có để ý nè, rất là phí quăng 125 vàng, không có làm được gì nhiều. Chặt được một cái nhà lương thực 175 gỗ, đợi 125 vàng và 100 lương thực để lấy 175 gỗ hơi phí. Rồi bây giờ anh Tính hình như là đang bắt đầu chạy dân qua bên nhà em, nhưng mà em đã gặp ngay con dân của anh Tính và đang rượt theo, chạy khắp bản đồ rượt theo để tiêu diệt con dân, không cho anh Tính xa nhà gần nhà mình để tiêu diệt. Và anh Tính thì sau khi dân bên em không được thì đây là con nhân thứ hai, không biết là có triển khai tấn công hay không. bây giờ bắt đầu là dồn quăng vào nhà của anh Tiến để đánh vào nhà của anh Tiến. Thì như các anh thấy là nãy giờ rất là lâu rồi, 16 phút rồi, nhưng mà quăng vào lẻ tẻ và chưa đánh được hiệu quả. Thứ nhất là anh Tính điều quăng chưa được tối ưu, thứ hai là anh Tiến đã cắm được cái chòi và cắm được rất là nhiều trong, thì rất là lợi thế. Thì bây giờ em đã ra quăng và em đã sang nhà của anh Tiến để hỗ trợ anh Tiến chống được anh Tính. Và sau khi thủ được nhà của anh Tiến thì em đã đẩy quân thẳng sang nhà anh Tính luôn để tấn công. Thì thời điểm này không biết là bên đội bạn đã phát hiện ra và bắt đầu đưa dân anh Tuấn Anh đã bắt đầu đưa dân lên thuyền để sang nhà em Giang. Còn anh Tính thì đang cho thuyền đánh cá rất là nhiều để phát triển lương thực. Thì hôm nay là đã phát hiện là không qua sang được nhà anh Tính rồi, thì đang đã đẩy quăng sang nhà của em Giang và anh Tuấn Anh đang bắt đầu lên đề ba. Thì lúc này anh Tính đang ở một cái thế rất là nguy hiểm, bởi vì quăng của em đã bắt đầu lao vào để đi sang thẳng nhà của anh Tính. Và trên đường đi đã sát hại cái nhà thuyền của anh Tính để không cho anh Tính làm lương thực. Thì quân của em đang đến thấy nhà của anh Tính và tiêu diệt quân. Thì anh Tiến vào ngay cái nhà của anh Tính cắm ngay cái chòi. Thì trước cái sức mạnh của hai liên quân quân anh rất là nhiều người súng, thì nhà của anh Tính đã không thủ được. Thật ra quăng hàng phát triển rất là chậm, nó chỉ được cái quăng mạnh ở đời đầu thôi. Bây giờ lên được đời 2 rồi, nhưng mà chưa có cơ sở gì, chưa có phát triển gì được nhiều để phòng thủ cả. Quăng hàng rất là yếu, sợ quăng hàng công không được rất là yếu, mà gặp quăng anh thì rất là dễ thủ. Thì nếu mà chặt không được thì bay nhà, không thể đua kinh tế được. Thì ở phía bắc nhà em Giang
bắt đầu anh Châu và anh Tuấn Anh đè cho rất là nhiều dân sang sang đảo và xây rất là nhiều nhà quân, bắt đầu thả quân pháo, quân cung tên, dương tiện, nà thằng An Dương Vương và rất là nhiều người chém lên súng để đẩy vào nhà của em Giang. Thời điểm này là em Giang biết rồi, biết là quân địch đang ở hướng bên này rồi và đang đẩy quân vào nhà mình, nhưng mà rất là may mắn là em đã lên được đích. Thì thời điểm này em đã ra quân nhanh, rất là nhiều quân, quân không nhiều nhưng mà ra được rất là nhiều dân. Thì dân của đời thế chiến rất là khỏe, thì với cái lượng dân này em có thể phòng thủ được cái đội quân của này của đội bạn. Mỗi con dân này là sát thương chính thôi nhưng mà đã rất là đông nên rất là nhiều lợi thế. Đấy, quân rất là nhiều và dân của em đang theo hồ bắn phá quân của anh Tuấn Anh và anh Châu, và em đã phòng thủ thành công, rất là thành công của anh Châu và anh Tuấn Anh ở phía bắc. Thì nhận thấy là em Giang đã lên đời thì chiến thì anh Châu và anh Tuấn Anh giai đoạn này cũng đã click lên đời. Nhưng mà bây giờ cái cơ sở căn cứ quân sự của anh Châu và anh Tuấn Anh, nhà em Giang đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Đây, thì anh thấy là với cái lợi thế lật đời một cái thôi thì cơ sở quân sự của bên kia đã bị tiêu tan hoàn toàn, không còn sức ảnh hưởng lớn tới đảo của em Giang nữa. Thì thời điểm này anh Tiến và em Giang để kiểm soát được cái đảo của mình, và anh Tuấn Anh lúc này đã lên được thế chiến, nhưng mà đe nhà anh Tuấn Anh một cái là di chuyển nhà quân không kịp, cho nên nhà quân nó mọc ra ngay ở giữa nhà em Giang luôn, cho nên nhìn rất là dễ. Thì thời điểm này em đã thấy rất là rõ là kém ngay cái chòi để chống quân tàng hình. Nếu mà một đội bạn có ra tàng hình thì em vẫn chống được, kém ngay cái chòi giả chắc rồi. Thì cái đây là những cái bài chơi quân thôi, khi mà mình biết đội bạn lên quân anh thì mình cứ thè cái chòi ra cho nó chắc, rồi sau đó là cắt đứt hết cơ sở quân sự của đội bạn ở nhà mình. Sau đó là bắt đầu xây máy bay và thè thuyền để sang đội bạn để làm kiện cứ. Thì anh Tiến bởi vì không có bận đánh nhau với ai cho nên đã rất là nhanh đưa được quân dân sang bên đảo bên kia, nhưng mà chưa lên được đời. Ô, anh Tiến còn đời 2, khá là chậm. Nhưng mà thực sự là cái sự hiện diện của cơ sở quân sự của anh Tiến ở góc này bản đồ rất là hiệu quả. Bây giờ anh Tiến đã buộc bên kia phải dùng rất nhiều quân hy sinh dân để làm cái con bom nổ này để đánh nhau. Và anh Tiến đoạn này cũng đang tạo quân này. Đây, cả rất là nhiều quân ở phía đảo bên kia. Đây là một cái lợi thế rất là lớn, đảo bên mình rất là nhiều vàng và mình có thể yên ổn làm ăn, trong khi bên họ chưa khai thác được nhiều mỏ vàng lắm. Đây, như em soi này, mỏ vàng chưa khai thác này, mỏ vàng rất là nhiều mỏ chưa khai thác. Đại bên em như anh thấy là bây giờ cắm vàng hầu như là toàn map rồi, và ngoài cái chỗ cắm vàng thì còn cả đào vàng nữa, cho nên đây là cái lợi thế rất là lớn. Và quân đang đi bắt đầu kiểm soát toàn bộ cái khu vực phía đảo bên này để không cho anh Tính có cơ hội xây nhà căn cứ và kiểm soát ngược lại phía mình, đánh vào hậu phương nữa. Anh Tiến đã lên được thế chiến và bây giờ em bắt đầu có những cái tàu ngầm để kiểm soát cái bờ biển phía bên này và bắt đầu đưa dân sang đảo phía bên kia để xây nhà quân để ra quân nhanh. Thì đây, thời điểm này rất là nhạy cảm, đây là một điểm rất là nhạy cảm trong game. Em đang cần rất là nhiều vàng và mong muốn của em bây giờ là đưa King Tiger và máy bay để kiểm soát cái không gian trên không và trên đất liền của đảo bên này. Nếu đi xe tăng không thì rất là rủi ro. Thì lúc bây giờ quân của anh Tuấn Anh đã tràn vào rất là nhiều máy bay đưa sang, cho nên em buộc phải ra quân nhanh ngay lập tức. Thì ra quân nhanh rất là nhiều máy bay nhưng mà bị không quân của anh Tuấn Anh dẹp ngay lập tức. Thì lúc bây giờ được một cái là em có rất là nhiều vàng, cho nên em đã thả rất là nhiều xe tăng ra, bắt đầu tỏ đi ba hướng. Một hướng là đánh lên phía bắc, D
để các cái đường kết hợp của anh Châu và anh Tuấn Anh. Một hướng là chập thẳng vào cái cơ sở của anh Tuấn Anh, một hướng là chập thẳng vào cơ sở của anh Châu. Thì nó có ba hướng tấn công như thế này. Thì cái hướng này nó đã đi trực tiếp vào cái nhà sân bay của anh Tuấn Anh và nó đã càn quét toàn bộ cái cơ sở sân bay của anh Tuấn Anh. Thì những cái máy bay của anh Tuấn Anh đây, nếu mà nó hát xanh nó phải bay ngược về nhà, còn nếu không, nếu ở nhà là không có sân bay thì nó sẽ sập, sẽ cháy luôn. Thì đó là cái ý đồ của em lúc mà đại quân phía bên này. Thì anh Tiến lúc bây giờ là đã lên được thay chiến rồi, nhưng mà bị đánh bay cái cơ sở bởi vì anh Tuấn Anh đã đẩy quân quá nhiều vào, thì không còn cái cơ sở quân sự ở bên này nữa. Nhưng mà được một cái là nhờ cái anh Tiến hy sinh mấy cái nhà đó, là cái nhà xe tăng của em nó rất là yên ổn và đã sinh quân đều. Đây, nó cứ tiếp tục xả xe tăng ra và cái bản đồ bây giờ đã bắt đầu để được kiểm soát hoàn toàn. Máy bay của anh Châu không có tạo sát thương nhiều và bây giờ nguyên cái đảo này cũng đã bị càn quét hoàn toàn. Thì cái chiến thuật đánh nhanh thế nhanh đã thành công. Nếu mà phát triển về lâu về dài thì bên kia hai con, bên kia hai con chưa dùng luôn. Đây, cái con của anh Tuấn Anh và con của anh Châu. À, anh Châu dùng con rồi nhưng mà tài nguyên không được nhiều. À, anh Châu còn chưa nâng cái con luôn. Lượng đá như thế này là không phải là dùng hết mà là không có nâng. Anh Châu chưa nâng cái cân luôn và anh Tính không tạo được máu và bất tử và không có cơ sở để làm ăn. Thì cái đó là cái kết cục. Trận đấu thứ ba, trận đấu này thì thắng là nhờ địa hình thôi và đội bạn không có phát hiện địa hình sớm, cho nên không có đua phát triển lên đời mà lại đưa dân đưa quân sang bên này để đánh nhau với em Giang. Thì em đã lên được đời thế chiến rất là nhanh và sẽ quân thế chiến để phòng thủ được. Sau đó là trong lúc đội bạn lên đời thì em đã chèo thuyền sang bên đó, và trong lúc đội bạn mà đang mua quân thế chiến thì em đã sai được ở nhà xe tăng và thả King Tiger. Thì rất là nhanh là nắm bắt được cái thời điểm của đội bạn, cho nên em đã đánh được vào nhà của anh Tuấn Anh và anh Châu. Anh Tiến trận này giúp thủ được trước sự tấn công của anh Tính. Nếu mà anh Tiến bay nhà thì cái kèo nó lại hóa ra khác. Anh Tính mà mạnh lên thì hầu như không thể đỡ được. Như vậy anh Tiến thủ vững nhà, sau đó em quay một đợt đánh bay nhà anh Tính, hai anh em thủ được cái đảo phía bên này và chèo thuyền sang bên kia. Trong lúc em đánh anh Tuấn Anh và anh Châu thì anh Tiến đã bơi qua sông, xây căn cứ mới Hường Thái Bình. Anh Tiến nhậu này có nhiều cái chiến thuật rất là dễ. Quân Tàu thì đi xây nhà cào để cào nhà đối phương, dùng rất là nhiều bài vở rất là nhiều, khó đoán. Nhưng mà anh Tiến bài nhiều nhưng mà đôi lúc đi sai một cái bài thôi, như trận đầu tiên chỉ cần bơm kinh tế mà trật nhịp một cái thì thua luôn. Ok, đó là tổng quan một vài trận đấu hôm qua. Hy vọng anh Tiến sẽ nhìn thấy được một vài cái điểm yếu trong cái lối đánh của mình và phát huy cái thế mạnh của mình lần sau để đánh hiệu quả hơn. Vương cũng vậy. Xin chào anh em, hẹn gặp lại.